Chào các bác nhé. Em về được một số máy hút bụi của Ozito 20 lít, bình inox 20 lít các bác nhé. Công suất của nó là 1250W, công suất thực nhé. Hàng Ozito là hàng nội địa của Úc các bác nhé. Hàng nội địa của Úc. Đây là thì nó có cái mã của nó này, VWD1220, và có cái mã QR code các bác mình có thể mình quét để mình biết cái thông tin xuất xứ, nguồn gốc và hàng của ai nhé. Thì cái máy Ozito này thì em đang bán là với giá là 1.800.000, hàng mới 100%. Và đây em cuối năm em tặng cho các bác thêm một con máy hút bụi robot để các bác mình lau sàn nhà, các bác mình để trên sàn nhà nhé. Mình để dưới sàn nhà thì nó sẽ bò đi nó hút, nhưng là cái để cho nó hút những cái tóc rồi hút những cái bụi nhỏ nhỏ thôi. Đấy, vậy thì bác nào mình đấy thì em sẽ tặng cho các bác với tặng cho các bác một con hút bụi robot này. Nếu mà các bác mua cái bình hút bụi của Ozito này, em sẽ tặng các bác một con hút bụi robot. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho em nhé.